Mà do mai mối làm thôi chứ đâu có quen biết gì đâu. Mai mối là cứu sinh thôi. Thời gian điều trị đó là bao lâu anh? Được 1 tháng. Để anh chỉ mong các nhà anh phòng quân, anh là hảo tâm rồi đó, hay chia sẻ nhiều thật nhiều của em, giúp đỡ cho anh thôi. Để một ngày nào bác sĩ nào gặp coi clip này gặp và làm rồi giúp đỡ cho anh tái tạo khuôn mặt lại cho anh mình. Dạ cô bác quý anh chị, thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại ngôi nhà của anh Mến, người mà có gương mặt dị dạng, sống một cái cuộc sống coi như là bế tắc, và anh chỉ sống với mẹ của mình hàng ngày lao động kiếm sống. Bùi Hồ trở lại đây để tìm hiểu thật hư lý do vì sao anh lại có một cái gương mặt như thế, mặc dù là anh nói là về bác sĩ chẩn đoán nói anh về bị khối u xương, nhưng một số thông tin cho rằng thì anh có thể là bị bùa ngải. Vậy thì câu chuyện đó như thế nào? Mời cô bác quý anh chị hôm nay tiếp tục theo Bùi Hồ để tìm hiểu về anh, về cái câu chuyện đó. Đây là cái ngôi nhà của anh, là clip trước thì Bùi Hồ không có lên nhà, nhưng mà hôm nay thì tiếp tục lên cái ngôi nhà của anh để xem cái câu chuyện đó như thế nào. Dạ em chào anh Mến. Anh Mến ơi, sao em thì quay lên, khi mà quay clip của anh á, rất là nhiều người quan tâm, bị có một số thông tin là cho rằng là anh bị bùa ngải. Dạ. Sau khi có vợ, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Anh có thể kể về cái câu chuyện năm xưa cho em nghe được không? Thì lúc xưa có vợ, trước khi có vợ cũng là một người bình thường. Đến khi có vợ sống lâu được 1 năm gì đó thì tự nhiên phát bệnh lên, mặt nó sưng bự lên. Đưa bác sĩ rõ sự cho là khối u. Và đi hoài thì nó không làm được. Hết tiền cũng đạt vừa được đến thầy thuốc nam. Thầy thuốc nam tự cũng không hết luôn. Cũng đâu mấy năm trời nằm ở nhà như là đợi chờ chết thôi. Nhức nhớ quá sống không nổi. Nằm nó đợi chờ chết. Được ngồi ngồi ra chữ xuống thầy bạch tương lan ba hòn. Ông đều chữ. Ông nói là bị bùa mà hắn. Nhưng người ta làm bùa. Cho ngoài người đó. Có biết là ông thầy đó có nói là ai là bùa không? Ông chỉ nói là một người bạn của bạn có dẹo mà. Cứ không nói gì thôi. Bạn không có dẹo mà. Và có nói đó là loại bùa gì không anh? Nó là ngải tượng. Ngải tượng hả? Ngải tượng làm cho con người mặt sưng bự ra. Con thật mình nói nó sưng bự lắm. Lúc trước là mình của anh cũng sưng luôn. Sưng luôn, nó gọi nó sọt rồi, nó người mà nó thật nó ra nè. Ồ. Mình nói sưng thôi. Rồi ông thầy đó có nói tại sao là bạn của vợ mày lại làm như vậy không? Không biết, ông cứ nói mình tự thôi. Ông có nói nữa, ông cứ nói tự thôi. Rồi ông cho thuốc uống được tự thôi, nó hết nước nói đó. Ông nói nếu mà trẻ cùng 10 bữa đôi tháng mới làm chứ. Ông không nói. Bạn của vợ là người nam hay nữ ông thầy đó? Ông cứ nói tự thôi, ông không biết. Ông không nói thì... Mà ông không nói nhiều. Ông cứ nói tự. Rồi sau khi nghe được cái tin đó thì anh như thế nào? Cũng... Cũng không... Không biết mình làm người ta mà nó biết mình hay là... lấy dạo của người hai người thương nhau hay là sao mình cũng không biết mà người ta hạ mình gửi mình buồn. Mình cũng là một người vô tội thôi, làm người cũng là do mai ngói làm thôi chứ đâu có quen biết gì đâu. Mai ngói nó cứu sinh thôi. Buồn. Không biết tại sao mà... Không biết tại sao người ta lại ghét mình như vậy. Còn nếu như mà anh đi bác sĩ lúc đó thì đi bác sĩ trị không hết. Không hết. Là anh tưởng là cuộc đời mình đã kết thúc rồi. Tại vì đối xử mà trong thời gian đối xử đó nhức dữ lắm. Nhức nói là 8 giờ tối là tối sáng ôm đầu nhức đặt đầu. Nghe nói ngải đó là của Việt Nam hay là Campuchia không? Ông cứ nói người ngoại tượng thôi, cứ không biết ngải của anh. Vì sao mà anh lại biết ông thầy đó? Cũng đi vào ngoại chơi đó, có là ông chú ông ở dưới đó, ông chữ. Ông kêu đi xuống dưới đi, ông thầy đó cũng hay lắm, thầy bùa đâu ăn. Ông điều trị cũng hay lắm rồi, cứ thử coi, bảo con ở dưới thử coi, bảo hết rồi sao.
tôi cũng không biết nữa. Trời ơi, cái thời gian điều trị đó là bao lâu anh? Được một tháng. Ông thầy đó anh lên đây điều trị một tháng. Không, mình đi xuống nước. Mình ông không có lâu cho, ông cứ ở nhà mà. Ông điều trị cho mình một tháng. Thì từ từ là hết sưng luôn. Nó hết sưng nó sợ có hỏng. Thầy đó cho mình uống cái thuốc gì? Không biết, tại vì ông sắc, ông thuốc, ông làm thuốc, thành thuốc còn uống. Cứ không nước ông làm sao. Người thầy đó có nói mình gương mặt mình sau này nó hết không? Ông nói là nếu mà đi sớm vào 2 năm đó là ông là tồn thường hả? Nhưng mà con này nó quá lâu, quá nặng rồi. Cuộc sống được là ngay rồi, không có đường nào thâu lại được hết. Có tiền thì tôi thẳng nữ ra được rồi. Trời. Tại vì lúc mình xuống dưới là ông muốn nói rằng mà trễ từ 10 bữa nửa tháng rồi chết rồi. Là ông cứu được cái mạng sống mình rồi mình hên lắm rồi. Mình rất là ngon lắm rồi. Vậy là trong cái câu chuyện này anh trị bệnh theo hướng tâm linh. Dạ. Và cái căn bệnh của anh là cái căn bệnh tâm linh luôn. Dạ, cũng đưa thầy và cũng dùng ở núi mà. Nói cho ông nói ngoài không có bệnh. Mà không qua coi không ra đó. Tao nói mà không có bệnh thì nằm đảo đó. Chờ thầy. Phải có một thầy cứu mà. Nhiều thầy khác nói vậy đó. À, nằm để chờ thầy. Dạ. Đưa ra thầy nào nói cho mày không có bệnh. Thầy nằm đó để chờ thầy mà. Đã có một thầy cứu mà được chứ không ai cứu mà được hết. Thầy đúng như vậy mới ông nói đó. Thì đâu cũng gặp được ông thầy nào đó. Ông tự ra hết luôn. Trời ơi. Mà ông thầy cứu thầy nói thì mà chậm 10 bữa đó, mỗi tháng mà chết. Thầy thì ông coi có số mạng của mình luôn á. Còn thầy thì coi có không tới luôn. Ông nói rằng để chờ thầy thôi. Không biết, em không biết nói như thế nào luôn. Anh cứ vợ anh bao lâu thì mình phát bệnh? Ừ, sống được 5 năm ngoài rồi đó là nó phát bệnh luôn. Bao nhiêu? Một năm, năm ngoái rồi đó. Dạ hả? Ừ. Trước khi mà phát bệnh thì trong cơ thể của mình anh có cảm thấy nó khác thường không? Nó vẫn bình thường, mình cũng cứ làm như này nọ, cứ làm món cắt lúa đó. Hồi xưa đi cắt lúa mà. Cắt lúa đồ bình thường rồi, nó đâu có gì đâu. Trước khi mà nó sưng ở gương mặt của anh mình đó thì mình có cảm nhận cái sự khác biệt gì không anh? Thì nó lúc đầu nó cũng nhức tưng thôi. Nhức ở cơ mặt thôi hả vậy? Dạ, nhức tưng thôi mà. Tưng thôi mà cũng nó là các bệnh gì thôi. Không có thuốc uống thì nó hết. Thì hết thuốc cũng nhức. Mà ngày qua ngày thì nó phát triển toàn bộ rác mặt. Cái việc ăn uống của mình nó khó ha anh ha? Ăn muỗng mà. Ăn muỗng không ăn đũa được nữa. Mình phải đút muỗng sâu vô trong. Bậm lại. Cái ước muốn sau này của anh là gì hả anh Mến? Ước muốn anh cũng nói rồi, lúc trước đó là anh chỉ mong tóc nhỏ anh Hùng Vân. Ông là hảo tâm rồi đó. Hay chia sẻ nhiều thật nhiều của anh, giúp đỡ cho anh. Để một ngày nào bác sĩ nào gặp con lúc nào gặp và làm rồi giúp đỡ cho anh tái tạo khuôn mặt lại cho anh bình thường qua người khác rồi anh mắm mượn mà anh không cần gì nữa. Em không biết nói gì hơn khi em cứ nghĩ là một khối u bình thường giống như bác sĩ đã nói ở cái clip trước, nhưng mà không ngờ thì cái tin đồn là anh bị bùa ngải và đó là có thiệt. Nếu mà không bị bùa ngải là đâu có nằm đưa bác sĩ không trị được, mà đưa thầy thuốc nam thầy nào thầy kia cũng không trị được luôn. Mà sao xuống thầy đổ an nó tự có an ngoài là nó sạt xuống rồi, nó hết nước. Thầy lỗ ba có an ngoài thôi, 3 ngày hết luôn, hết nước, nó sạt xuống bình thường từng ngày, nó sạt như gì luôn. Mà gọi ông cho tôi 1 tháng nữa được uống sắc thuốc, uống thuốc cho nó hết cực gốc. Thầy đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cũng già, cũng không biết, lâu quá, cũng không có xuống dưới từ ngày qua mắt nó già đó. Đâu có xuống dưới đó đâu. Trời ơi. Đúng là một cái, không phải là, này là một sự nghiệt ngã, đúng không anh ha? Ừ. Trước đây bình thường, nhưng mà sau khi cưới vợ thì nó lại như thế này. Đúng rồi. Thôi.
Ôi cảm ơn anh rất là nhiều. Cô bác quý anh chị biết không, thì anh Mến đã chia sẻ về cái tâm sự của mình ở clip này cũng như là clip trước. Và đây là cái ngôi nhà của anh nè. Thì trong cái ngôi nhà này thì anh ở chung với mẹ của mình. Mẹ của anh á thì làm mướn. Và cái ngôi nhà này ba bên, hai vách bên đây với lại vách bên đây đều là tôn cả. Với lại trên cái phần này luôn. Thì vào buổi trưa như thế này thì rất là nóng nực. Nó rất là nóng. Nhà này nghe cô nói là nhà tình thương anh hả? Dạ. Họ chữ thập đỏ cắt cho. Rồi lúc trước nhà mình sập sệ hơn như thế này. Muốn sập hết rồi. Hai người cùng làm mướn. Ba của anh đã mất rồi. Vợ của anh thì đã bỏ đi. Chỉ còn với mẹ già 60 tuổi, 59 tuổi. Em cảm ơn anh rất là nhiều anh Mến ơi ha. Cảm ơn anh về sự chia sẻ và xác thực của thông tin mình. Mọi người đồn anh rằng là bị bùa ngải. Và có thiệt. Dạ. Em chúc anh có một cái cuộc sống lạc quan hơn. Và mong mọi người sẽ cùng chung tay với nhau để cho anh có lại được cái gương mặt giống như xưa. Nha anh ha. Dạ em chào anh hay anh Mến ha.